Phật tử tu phải có chánh kiến. Thời đại trong tương lai Phật Di Lặc ra đời, tu á là mình cứ mặc xong pha vô trường đời, cứ đi làm điện tử, cứ đi vũa neo. Nhưng ai nói mình phải coi kỹ lại, chứ không phải ông thầy nói một cái mình Google gặp mình chạy theo thì thành ra là không biết cha mẹ là ai. Ở trên cha mẹ buồn lắm, kêu chị chút này nhắc à, cha mẹ đưa tay kéo mình lên, mình phải giơ tay thì mới nắm được. Còn bây giờ mình cứ nghĩ là mình tu Phật là đúng, đúng vậy, lý thuyết thôi mà. Mà mình không có biết thiên, biết trời, đất là ai hết, thì làm sao mình giảng sanh. Cho nên kỳ này không có ai giảng sanh hết. Còn bên công giáo thì mấy cha mà tha tội mà được đi về trời á, chuyện đó chắc mình cũng như biết rồi đó. Không, càng không có luôn á. Cái này á, tại sao những chiếc máy bay dương, mấy thằng Mỹ nè, mấy ông phi công nè, đem mỗi lần bay ngang cái núi này, cái dấu thiên tâm hiện lên, anh nói không? Cái đó điều đó là điều gì? Kiệt hỏi mấy vị nói á, bây giờ á, Ngài nói không ai tin, nhưng mà khi mà Ngài mà đi rời khỏi thế gian này rồi, nhân loại sẽ thương tiếc. Thì lúc đó đó, mấy thằng khoa học gia của Mỹ nó tới đây nó mới hoảng hồn. Còn bây giờ Ngài nói nó thảy Ngài vô nhà thương điên liền á. Chứ bây giờ cái máy radar làm sao mà có cái dấu thiên tâm hiện lên hoài, anh công nhận không? À, nguyên cái băng phi công tụi nó lên đây nó nghiên cứu hoài. Tại vì khi mà cái object mà nó hiện lên radar đó, nó không phải đường đơn giản đâu. Tại vì nó cái núi linh thiêng nó có cái tầng trường của nó trên mấy cái máy nó mới phát hiện được.